Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Kawasaki Ninja 250-2008 được trang bị hệ thống khóa thông minh. Kawasaki Ninja 250-2008 vừa được bổ sung thêm hệ thống khóa thông minh tại thị trường Indonesia. Động cơ và kiểu dáng thiết kế không đổi. Phiên bản Smart Key của Kawasaki Ninja 250 chỉ được trang bị trên phiên bản ABS với mức giá bán rẻ nhất là 74 triệu rupiah, tương đương rơi vào khoảng là 113 triệu đồng nam, trong khi phiên bản tiêu chuẩn vẫn tiếp tục sử dụng chìa khóa thông thường với mức giá 61 triệu rupiah, tương đương khoảng là 95 triệu đồng nam. Kawasaki Ninja 250-2008 số cái chiều dài 1990mm, chiều rộng 710mm và cao 1120mm. Chiếc cao yên của dòng Ninja 250 tương tự với cái chiếc Ninja 400 dừng ở mức là 785mm. Tổng trọng lượng không tải của xe rơi vào khoảng 167kg. Phần đầu được thiết kế sắc sảo và ẩm hố. Nhìn chung, xe có vẻ ngoài tương đối giống với cái mẫu Ninja 400, trong khi một số chi tiết vay mượn từ người đàn anh là Ninja ZX-R và Ninja H2. Cái cụm đèn pha đôi với cái đèn hậu dùng công nghệ bóng LED, trong khi cái đèn xi nhan vẫn dùng cái bóng halogen. Cái cụm tay lái có đủ những nút điều khiển như là khóa điện, nút khởi động, xi nhan, pha cốt và còi. Kế bên đó là cụm đồng hồ được chia thành hai vùng rõ rệt, bao gồm màn hình LCD với những thông tin về mức xăng, odo, tốc độ, chức năng eco và đồng hồ đo cái vòng tua cỡ lớn kế bên, tương tự cái chiếc là Ninja 610. Hệ thống treo trên xe bao gồm cái phục ống lồng ở trước và cái giảm sóc đơn phía sau. Xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Mâm xe kích thước 17 inch, đi kèm cái lốp là 110/70 phía trước, 140/70 phía sau. Phanh đĩa đơn với kích thước là 310mm ở phía trước và đĩa đơn là 220mm ở phía sau. Sử dụng cái động cơ là 2 xăng DOC làm mát bằng dung dịch, dung tích là 249 mã khối, sinh ra công suất là 38,4 lực tại vòng tua máy 12.500 vòng trên phút, mô men sắc cực đại dừng ở mức là 23,5 Nm tại vòng tua máy 10.000 vòng trên phút cùng với hộp số sơ cấp. Như vậy, phiên bản Ninja 250-2008 mạnh hơn đáng kể so với thời cũ vốn đã dừng sản xuất với công suất chỉ dừng ở mức là 32,5 mã lực. Cảm ơn các bạn hãy dõi clip này hay được tiếp, nhớ like, share, subscribe.